Sau khi giới thiệu xong các khái niệm về điểm ảnh, vùng chọn và các cái nhóm công cụ tạo vùng chọn thì chúng ta sẽ demo bằng cái bài tập đầu tiên như thế này. Để thực hiện thì chúng ta có hai cái bức ảnh. Một cái bức ảnh là tài nguyên, và sau khi mà chúng ta chọn được các thành phần làm cho cái ảnh này rồi thì chúng ta sẽ tổ chức sắp xếp lại nó để thành một cái sản phẩm giống như, tương tự như cái ảnh ở bên tay trái. Để bắt đầu thì tôi cần một cái file có kích thước bằng cái kích thước của cái tài liệu này. Tôi có thể làm mấy cách như sau. Cách đơn giản nhất đó là chúng ta vào menu email, chúng ta chọn cái ảnh mẫu, sau đó chúng ta vào menu email. Trong menu email các bạn chọn cho tôi lệnh duplicate để nhân đôi cái tài liệu này lên. Nó sẽ hiện ra một cái bảng thoại để cho các bạn có thể đặt tên. Còn nếu các bạn không đặt tên thì nó sẽ lấy đúng như là tên bài mẫu, nhưng nó có thêm cái chữ copy vào đằng sau để phân biệt. Sau khi nhấp lệnh OK để xác nhận thì đây, nó sẽ tạo ra bài copy đây. Đây, bài mới nhé. Thì các bạn nhìn thấy có cái chữ copy đằng sau. Vậy thì tôi đã có một cái tài liệu giống hệt rồi, về mặt kích thước rồi. Việc bây giờ của tôi là bỏ tất cả những cái gì người ta đã làm đi và tạo thành một cái nền trắng thôi. Sau đó thì tôi mới gấp thẳng tới lấy những cái tài liệu ở phía cửa sổ bên phải, tôi đưa sang cửa sổ bên trái rồi tôi sắp đặt lại. Thế để tô màu trắng thì rất là dễ thôi. Các bạn vào menu edit đó. Trong menu edit này thì các bạn sẽ chọn lệnh tô phim Shift F5. Cái này chúng ta đã nói từ lúc đầu rồi. Sau đó sổ danh sách ra và các bạn tìm tới cho tôi cái lệnh tô màu trắng. Nhập OK, nó sẽ tô toàn bộ màu trắng vào đây. Đó. Hoặc cách khác đi, Ctrl A nhé, chọn hết nhé, đúng không? Sau đó chúng ta nhấn Delete, chúng ta xóa đi. Đó, xóa thì nó sẽ cũng tương ứng với lại cái lệnh gì đây ạ? Tô màu trắng vào đây. Hoặc nếu không thì các bạn nhấn Ctrl X, cắt đi. Đó, thì nó sẽ cắt hết tất cả điểm ảnh này đi, thì nó sẽ không còn gì nữa và chúng ta cũng có một cái tài liệu trắng. Đấy là một trong những cách. Còn nếu không, các bạn có thể làm cái tài liệu mới cho tôi. Đây. Tài liệu mới thì các bạn phải làm gì? Tài liệu mới thì các bạn sẽ phải làm cho tôi như thế này. Đo cái kích thước của cái bài mẫu này là dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, độ phân giải như thế nào. Sau đó các bạn tạo một tài liệu mới cũng trống như thế. Để thực hiện thì các bạn có hai cách. Một là nhấn Ctrl A, nó sẽ tạo ra vùng chọn bao xung quanh cái này. Sau khi mà các bạn chọn như thế này, có một vùng chọn rồi, tôi có thể xem các kích thước khai báo của nó bằng cách là nhấn phím F8. Nếu ấn phím F8 ở trên máy tính sách tay mà không lên thì nhấn thêm function F8 cho tôi, thì nó sẽ ra một cái bảng gọi là bảng info. Và ở đây nó sẽ khai báo cho chúng ta là cái này dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Nếu như mà cái kích thước này mà nó đưa lên nhưng mà chúng ta lại không đọc được và chúng ta không biết nó chính xác là bao nhiêu, đơn vị như thế nào, thì các bạn nhấn Ctrl K cho tôi. Mở cái bảng preference ra và sau đó thì chúng ta tìm tới cái đơn vị đó là unit và rule này. Các bạn sẽ xử lý cho tôi sang thành đơn vị pixel. Đó. Nhấp OK. Bây giờ tôi sẽ có kích thước chính xác là 300 nhân với 383. Vậy là tôi biết chính xác cái kích thước của cái tài liệu này rồi. Sau đó thì tôi chỉ cần vào file này, new này. Chúng ta sẽ chọn cái size cũng giống như thế. Đó. Đây, ví dụ tôi cũng để là ví dụ là web đi. Để cho độ phân giải 72. Cái này là gì đây? 300. Và cái này là 383. Nhấp grid tạo. Lập tức chúng ta cũng sẽ có một cái tài liệu cũng có kích thước đại loại như thế. Đó. Hoặc nếu không thì các bạn có thể là kiểm tra luôn bằng cách như thế này, cũng không cần vùng chọn nữa. Các bạn vào cho tôi cái ảnh này và vào menu email. Trong menu email thì các bạn chọn cho tôi email size. Nó sẽ mở ra và nó công bố cho chúng ta biết là gì đây. Đây này, dimension đây này. 300 pixel nhân với 383 pixel đây. Thì tôi cũng có thể biết ngay được là cái kích thước về pixel bao nhiêu điểm ảnh ngang, bao nhiêu điểm ảnh dọc. Thế thì bằng cách như thế này tôi có thể tạo ra những cái bài mẫu hay là cái nền
nó có kích thước giống vài mẫu. Đó, thế bây giờ lặp lại cái thao tác vừa nãy nhá. Email này, duplicate này, ok này. Sau đó thì làm sao? Tô màu trắng này. Vậy là xong. Vậy là tôi có được một cái tài liệu giống hệt rồi. Việc của tôi bây giờ là sẽ lần lượt lấy các cái tài nguyên từ bên phía bên phải này và đưa sang bên trái. Đó. Thế bây giờ tôi sẽ demo lần lượt nhé. Ví dụ như là thằng quả dưa này đúng không? Đây, quả dưa. Di nhanh một cái bằng công cụ gì đây ạ? Quick selection lập tức là lấy được. Như vậy là vừa nãy tôi đã giới thiệu ba cách rồi đúng không? Một cách là sử dụng quick selection này. Cách thứ hai là vẽ một marquee rộng ra bên ngoài, sau đó thì chuyển công cụ gì đây? Magic Wand, nhấn Alt và trừ gì đây? Trừ cái phần trắng bên ngoài đi. Và cuối cùng là chúng ta sử dụng công cụ gì đây ạ? Magnetic Lasso cho nó bám xung quanh này để lấy. Sau khi lấy xong được rồi thì tôi sẽ sử dụng công cụ gì đây ạ? Move Tool, kéo thả từ bên cửa sổ này sang bên cửa sổ kia. Bình thường nếu như mà tôi kéo như thế này thì nó sẽ trở thành một vùng ảnh trôi nổi, thích lôi đâu thì lôi, cho tới khi nào mà tôi hủy lệnh, hủy vùng chọn Ctrl D thì nó sẽ dán vào cái vị trí mới. Còn nếu như mà tôi lôi nó mà tôi lôi bằng phím Alt thì tôi dừng ở đâu thì nó sẽ tạo ra bản sao hình ảnh ở đấy. Nhưng tất cả cái này chỉ là làm việc ở trong cửa sổ này thôi nhé. Còn nếu như mà chúng ta lôi kéo thẳng từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia, nó sẽ tương ứng với lại thao tác là gì đây? Copy và paste. Trong đó thì điểm ảnh gốc nó không chạy đi đâu cả. Tất nhiên là vẫn có vùng chọn. Thế như vậy là tôi lấy được một yếu tố sang rồi này. Yếu tố thứ hai là cái gì ạ? Là cái lông mày, đúng không? Hay là chính là cái cụm của cái đỏ này. Bây giờ cách nào cũng được, miễn là các bạn chọn được nó, đúng không? Tôi chọn bằng cách là trừ ngược như thế này. Sau đó thì tôi sẽ kéo bỏ nó ra. Như vậy là tôi có được yếu tố thứ hai là cái lông mày. Tuy nhiên nhìn ở đây thì các bạn thấy là nếu mà so sánh với lại vài mẫu thì lông mày này là gồm có hai cái, đúng không? Tôi mới lấy được có một cái sang thôi và nó lại còn ngược chiều nhau nữa. Vậy thì bây giờ tôi sẽ phải có thao tác là nhân bản, đồng thời là tôi có một thao tác nữa là lật ngược nó lại. Đó. Thế để nhân bản một cái layer như thế này thì chúng ta sẽ cần phải mở cửa sổ layer này ra. Cửa sổ layer thì nó vẫn là F7 giống như là hôm qua chúng ta đã nói ở trong Illustrator. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có mấy cách như thế này để chúng ta nhân bản một layer này. Đầu tiên là các bạn kéo thả cái layer này, thả vào biểu tượng trang giấy trắng. Nó sẽ phát sinh ra một cái layer mới nằm trùng khít lên layer cũ. Nếu chúng ta không nhắc ra chúng ta sẽ không nhìn thấy được đâu. Đây, nó tạo thêm chữ copy đây. Còn xóa nó đi thì kéo thả vào thùng rác. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là chuột phải vào cái layer đó và chọn lệnh duplicate. Nó mở ra hộp thoại, nó cũng cho phép chúng ta đặt tên đó. Sau đó ok thì cũng sẽ nằm trùng khít lên nhau ở cái tọa độ đó, không nhắc ra là không nhìn thấy được, trừ phi chúng ta quan sát ở trong cửa sổ này. Không thích, lại bỏ đi. Cách thứ ba là do đây là layer cho nên chúng ta sẽ tìm ở trong layer này, chọn new, chọn layer view copy, hoặc là các bạn nhấn phím Ctrl G, nó cũng sẽ nhân bản một cái giống hệt nằm đúng tọa độ đó. Nhớ phím chưa ạ? Ctrl G nhá. Thế còn một cách nữa đó là gì ạ? Các bạn nhấn phím Alt giúp tôi và sau đó chọn cái layer này, kéo sang vị trí mới, nhả chuột ra ở đâu thì nó sẽ nhân bản ra ở đó. Nó hơi khác với lại cái thao tác là kéo một cái vùng ảnh có vùng chọn nhé. Kéo vùng ảnh có vùng chọn thì nó chỉ nhân bản vùng chọn đó ra nhưng vẫn ở trên layer cũ. Thế còn kéo một layer mà không có vùng chọn thì nó sẽ nhân bản thành layer mới. Thế bây giờ tôi có hai rồi, đáp ứng được yêu cầu rồi, nhưng mà nó đang xuôi chiều cùng nhau đúng không? Bây giờ cần phải lật lại thì tôi vào Edit, vào Transform, vào Flip Horizontal để lật ngược nó lại. Đến đây thì tôi đã có được đủ số lượng hai cái lông mày và đã ngược chiều nhau rồi. Tiếp tục tôi sẽ chọn các yếu tố tiếp theo. Với cái nuôi này thì chắc là phương pháp nhanh nhất và chuẩn nhất cũng chỉ có cái thằng Polygon Lasso thôi. Trong trường hợp này không có bất cứ công cụ nào tốt hơn công cụ này cả. Do đó chúng ta cần phải kiên nhẫn vẽ từng bước một.
theo cái đường chu vi của nó cho tới khi nào mà khép kín được cái chu vi xung quanh cái hình cái đuôi này thì thôi, và chúng ta sẽ lôi nó từ bên cửa sổ bên phải sang cửa sổ bên trái để làm nguyên vật liệu cho cái thao tác tiếp theo. Sau khi lấy xong thì chúng ta cũng nhấn phím V, chúng ta chuyển lại về công cụ Move và chúng ta cũng kéo thả nó từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia. Như vậy là chúng ta đã nhân bản nó sang cửa sổ bên này được rồi. Đặt vào vị trí cần đặt, Ctrl D hủy bỏ cùng chọn này đi và chúng ta sẽ chọn tiếp các cái đối tượng còn lại. Ví dụ như là chúng ta chọn cái thằng mũi này đúng không? Nếu mà chọn theo giá trị màu thì gần như là một trong hai công cụ thôi, Merge One hoặc là Quick Selection, tùy các bạn. Đó, chỗ nào mà cảm thấy chưa hài lòng lắm thì các bạn có thể là xén bớt nó đi. Đấy, giữ an thì xén bớt đi, còn mà thêm vào thì cứ di vào thôi, nó mặc nhiên là thêm. Sau khi mà lấy được rồi thì mình có thể là kéo thả sang đây, như vậy là mình sẽ có cái mũi đúng không? Cái mắt thì gồm có hai phần, thì bao gồm cái phần vàng ở ngoài và phần đen ở trong. Thế đây đều là các hình tròn cả, do đó thì chúng ta sẽ lặp lại cái thao tác làm việc với Elite đó. Vẽ đại ra một cái này. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải chuyển về normal đã, nếu không thì size nó lớn hơn đúng không? Và chúng ta sẽ thực hiện như sau. Vẽ đại ra này. Sau đó thì nhấn giữ phím cách này, dịch vào đỉnh này, dịch sang phía gì đây ạ, cạnh trái này, buông phím cách ra và kéo tiếp xuống bên dưới cho tới khi nào mà bám được vào cái đường biên thì thôi. Sau đó thì chúng ta kéo cổ sang đây, vậy là tôi sẽ có được một cái một thành phần. Để mà sắp xếp thì các bạn nên tìm giúp tôi vào trong menu view, trong này thì các bạn tắt cái chế độ snap đi. Snap này thì nó sẽ tự động nó bám dính vào các đối tượng ở xung quanh, cho nên nếu mà muốn mà sắp xếp cho nó dễ thì kéo đi đâu thì kéo ấy, thì tắt chế độ snap đi cho thôi. Thế bây giờ mình sẽ lấy tiếp cái phần này, thì bây giờ mình vẽ theo một cách hơi khác đi một tí nhé, tức là mình vẽ từ tâm ra này, nhấn an này và nhấn shift này, an là để từ tâm, shift là để vẽ theo khung tròn, và khi mà chúng ta lấy được cái hình này rồi thì chúng ta buông chuột và chúng ta chuyển sang công cụ V, kéo sang đây. Như vậy là tôi đã có thêm được cái thành phần tiếp theo là cái phần mắt ở bên trong. Mắt thì cũng giống như là cái gì nhỉ, giống như là cái lông mày, là có hai, thế nhưng mà nó lại nằm ở hai tầng. Đây các bạn quan sát, đây là một tầng này và đây là một tầng này, thì chúng ta chọn thì chúng ta sẽ phải giữ Ctrl hoặc Shift, chúng ta chọn hai cái layer nằm sát nhau. Sau đó thì nhấn an kéo tiếp thì tôi nhân bản được cả hai layer này cùng một lần, và do đó tôi sẽ tạo được cái mắt thứ hai. Lưu ý rằng là cái lệnh mà kéo và nhân bản hai layer này thì nó không khả dụng cho các cái phiên bản thấp nhé. Phiên bản từ trước CS2, từ CS đổ xuống là vẫn chưa nhân bản nhiều layer cùng một lúc bằng cái phương pháp kéo và nhấn an này đâu. Đấy, nó sẽ chỉ cho một lần nhân bản một layer thôi. Từ phiên bản CS2 đổ lên mới bắt đầu nó cho phép các bạn là nhân bản nhiều layer một lúc bằng cách kéo giữ an như thế này. Thế bây giờ tôi còn mấy thứ nhỉ? Còn cái tai là một này, cái miệng là hai này và cái mũ là ba đúng không? Tai là miếng thịt thì bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn nó. Nào thử xem bằng công cụ nào cho nó hợp lý nào. Đây, bằng cái Quick Selection nhá. Thì tôi sẽ di một cái và nó bắt vào đâu là việc của nó. Thì chúng ta sẽ lấy được cái này và chúng ta sẽ kéo nó sang. Hình như là vẫn còn cái vùng chọn của cái mắt, cho nên là chúng ta sẽ hủy nó đi đã. Ctrl D này, hủy bỏ vùng chọn này và chúng ta chọn lại. Rồi, ok. Sau khi chọn xong, tôi mới kéo nó ra. Vậy thì tôi được một cái tai.
Thứ nhất là tôi cần hai cái tai, và thứ hai là tôi cần cái tai nó đứng lên cơ, chứ không phải là nó nằm ngang như thế này. Do đó thì chúng ta lại vào Edit, vào Transform, vào Rotate 90 độ ngược chiều kim đồng hồ hoặc là theo chiều kim đồng hồ để tùy, và sau đó thì chúng ta mới đặt nó vào cái vị trí mà chúng ta cần. Tuy nhiên ở đây thì các bạn thấy là đặt ra đằng trước này thì có lẽ là nó cũng chưa đẹp lắm. Tôi sẽ muốn là kéo nó cho nó nằm xuống dưới gì đấy, nằm xuống dưới quả dưa đi, để cho quả dưa nó che bớt một phần đi, và lúc này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đẹp hơn đó. Và đến đây thì tôi có được một cái tai rồi. Việc tiếp theo là nhấn Alt và kéo sang bên này. Trong lúc kéo, nếu mà các bạn muốn cho nó thẳng hàng, các bạn giữ Shift cho tôi thì nó sẽ đi theo một đường ngang, không bị đánh võng lên xuống. Thế và bây giờ chúng ta lại lập lại theo lệnh Edit, Transform, Flip Horizontal để chúng ta lật nó sang đây, và sau đó thì chúng ta điều chỉnh một chút cho tới khi nào mà nó nằm vào vị trí thích hợp. Vậy bây giờ tôi còn có hai thứ thôi, chọn cái miệng và chọn cái mũ nữa là xong. Cái miệng là lát kiwi, thì thao tác này thì dễ rồi, vẽ hình tròn đúng không, Ctrl D hủy bỏ vùng tròn cũ đi, và bây giờ chúng ta vẽ ra. Lúc vẽ thì chúng ta vẽ áng chừng, sau đó thì nhấn phím cách đẩy lên đỉnh và đẩy sang bên trái cho tới khi nào mà chúng ta cảm thấy hài lòng thì chúng ta nhả phím cách ra và vẽ tiếp xuống phía dưới, lấy nốt cái phần còn lại. Sau khi lấy được rồi thì kéo cổ sang đây, vậy là chúng ta sẽ có gì đây, cái miệng. Tuy nhiên cái miệng này thì nó đang hiện đang nằm ở dưới, nó bị giấu ở dưới cái quả dưa cho nên không nhìn thấy được, và chúng ta cần phải nhắc nó lên trên một tí thì lúc ấy là chúng ta sẽ đưa cái miệng vào đây. Thế và việc cuối cùng là chúng ta sẽ lấy nốt cái gì nhỉ, cái nấm củ đúng không. Nấm củ thì phương pháp thì lấy thì cũng có nhiều, nhưng thường thì chúng ta sẽ lấy bằng cách là trừ cái da nền đi đúng không? Bằng cách là chọn ra một cái vùng chọn bao xung quanh như thế này, sau đó thì lấy công cụ Measure One chúng ta trừ bớt đi, nhấn Alt trừ bớt đi. Thế và cái này thì có phụ thuộc rất nhiều vào cái giá trị tolerance, nó đúng hay sai là sẽ do giá trị tolerance. Nếu giá trị tolerance mà lớn một chút thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà trừ cái nền này thì nó trừ luôn cả vào trong cái quả cái củ nấm đấy rất nhiều, do cái giá trị vàng ở trong và ngoài nó tương đối giống nhau. Thế thì để mà thực hiện thì chúng ta nên kiểm soát cái giá trị tolerance này, nếu mà nó bị ăn vào thì chúng ta phải giảm bớt cái giá trị tolerance thấp đi để cho nó chỉ trừ đi cái màu nền vàng ở ngoài mà không ăn vào cái nền vàng ở trong cái củ nấm. Và sau khi mà chúng ta thiết lập được các giá trị tolerance hợp lý rồi thì chúng ta chỉ việc là trừ bớt tất cả những cái phần nền thừa ở ngoài này đi cho đến lúc mà chúng ta lấy được cái phần ở trong hợp lý thì chúng ta kéo sang, và đến đây thì chúng ta đặt nó vào vị trí. Nếu cần thiết thì chúng ta có thể là co kéo và đưa nó xuống, cũng nằm xuống phía dưới cái quả dưa này đấy. Thế còn lại các bạn sắp ngang sắp dọc như thế nào cho nó phù hợp ý mình thì các bạn cứ làm. Tổng quan nhất của cái bài này là gì, tôi biết cách vận hành tất cả những cái công cụ tạo vùng chọn được những cái đối tượng mà tôi cần một cách nhanh nhất, hợp lý nhất và chính xác nhất, và sau đó tôi biết cách là gì đấy, quản lý các layer, tôi biết cách nhân bản các layer, tôi biết cách là đưa lên hạ xuống các layer, lật xoay các layer vân vân, để cuối cùng là tôi sẽ tạo ra được một cái đối tượng như thế này. Thì đấy là cái nội dung của bài ngày hôm nay, chúng ta làm quen với các nhóm công cụ tạo vùng chọn và tôi có thể chọn được các thành phần ở các bài bóng này để tôi thực hiện. Thế thì yêu cầu của các bạn là gì? Về và làm ôn lại, làm chủ được tất cả các công cụ này. Ở đây chúng ta sẽ có, tôi sẽ đưa cho các bạn, tại vì là sang tuần sau thì mới lại tiếp tục đến cái này đúng không? Thì thứ bảy tuần sau thì chúng ta lại tiếp tục với cái này, thì sẽ có 3 bài cho các bạn nhé. 3 bài đều liên quan, 3 bài, 4 bài gì đấy đều liên quan tới cái kỹ năng chọn cơ bản như này thôi. Thì tôi sẽ đưa cả cái video hướng dẫn cho bài 1 này đó, sau đó những cái bài sau thì các bạn sẽ lựa theo đấy mà các bạn xử lý. Khi nào mà sang tuần sau làm xong hết được cái đống đấy và bạn rằng không còn lăn tăn gì về cái kỹ thuật chọn với lại mấy cái công cụ này nữa thì chúng ta sẽ sang cái phần này mới.